Cơ quan công tố vừa có cáo trạng truy tố cha con nhà Thiện Soi về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Hai bị can này đã thu lợi gần 100 tỷ đồng bằng cho vay lãi suất cắt cổ và rửa tiền lên gần 60 tỷ đồng. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thái Thiện, 56 tuổi, còn gọi là Thiện Soi, và Lê Thái Phong, 29 tuổi, con trai Thiện Soi, về tội rửa tiền. Cáo trạng xác định từ năm 2018 đến 2020, Thiện Soi và con trai đã cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số tiền là hơn 322 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109% một năm đến 146% một năm. Cha con nhà này đã thu lợi bất chính số tiền gần 100 tỷ đồng khi cho 9 người trên vay. Đối với Lê Thái Phong, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ quy buộc từ năm 2017 đến năm 2020, bị can này đã cho 23 người vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu được số tiền gần 500 triệu đồng từ lãi suất các cổ. Trước đó, vào tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã có kết luận vụ án đề nghị truy tố cha con nhà thiện soi. Vụ án này thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Nội chính tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu.